Xin chào, mỗi ngày học hỏi thêm một chút kiến thức. Và trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vụ án Nam Cam. Là người Việt, chúng ta khó có thể không biết đến cái tên Nam Cam. Nếu như Khá Bảnh hay Huấn Hoa Hồng rất nổi tiếng trong giới xã hội bây giờ, thì Nam Cam cũng như vậy ngày xưa. Chỉ khác một điều là Nam Cam không nổi theo kiểu tấu hài, mà ông ta là một gã trùm mafia thực sự, khiến giới giang hồ không chỉ khiếp sợ mà còn kính nể. Để hình dung về con người này thì các bạn cần biết là khi ông ta ra hầu tòa, có tới 154 người khác phải ra theo, thậm chí trong đó có những người là ủy viên Trung ương Đảng, là lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhé. Nam Cam, tên thật là Trương Văn Cam, sinh năm 1947, quê ở Quảng Ngãi nhưng lớn lên ở Sài Gòn. Ngay từ nhỏ, Nam Cam đã không được học hành, phải bươn trải kiếm ăn cùng mẹ và chị gái. Cam tham gia giang hồ từ rất sớm, đi theo sự dẫn dắt của anh rể là Bảy Si. Khi Bảy Si bị dân xã hội thanh toán, Cam đã đi cứu và gây ra án mạng, bị kết tội 3 năm tù khi mới 16 tuổi. Sau khi ra tù, Cam trở nên có uy tín hơn và lúc này thì ông anh rể cũng có thế lực hơn. Điều đó khiến Nam Cam càng lún sâu vào cuộc sống thế giới ngầm. Ông ta hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tổ chức đánh bạc và bảo kê thanh toán, rất có năng lực. Chẳng bao lâu, ông ta đã tự thêm vào cho bản thân mình một profile cực chất với toàn là tiền án tiền sự. Thế nhưng càng như thế thì giang hồ càng nể và Nam Cam càng có uy tín hơn. Đến thời điểm cao trào, ông ta gần như là trùm mafia lớn nhất Việt Nam. Đàn em thân cận giải khắp từ Nam ra Bắc vào Trung. Nếu có nhân vật nào giống Nam Cam nhất thì đó chính là Phan Quân, ông chủ của Phan Thị. Thậm chí giống tới mức Nam Cam cũng vô cùng uy tín, trong giới giang hồ có xích mích cần giải quyết với nhau thì phải xin ý kiến của Cam. Một là ông ta sẽ hòa giải, hai là sẽ cho phép tự thanh toán, chính xác là một người phán xử. Nhưng nếu đúng ra mà nói thì Phan Quân cũng chẳng là gì so với Nam Cam, vì ông chủ tịch Phan Thị chỉ là trùm trong một tỉnh, còn Cam thì trong cả một nước. Nếu xét về mối quan hệ, ngoài các doanh nghiệp, các tổ chức trong thế giới ngầm, Nam Cam còn có quan hệ thân thiết với nhiều cán bộ quan chức, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí còn có những người bị Nam Cam mua chuộc đang giữ chức vị cực khủng trong bộ máy nhà nước, là lãnh đạo của Trung ương. Là ai thì ở cuối video các bạn sẽ rõ. Thế thì tại sao một người có thế lực khủng như vậy, tiền bạc rất nhiều và tầm ảnh hưởng rất lớn lại bị bắt phải hầu tòa? Thì thực ra bắt được Nam Cam cũng chẳng phải dễ dàng gì. Đó là công sức cực lớn và hy sinh của ngành công an và các lực lượng có liên quan. Dù sao thì gây nhân nào ắt gặt quả ấy, những việc làm của Nam Cam có kín cỡ nào thì trước sau cũng bại lộ. Và Nam Cam thì có không ít tội. Tội thứ nhất là vào năm 2000, ông ta có một đàn em thân cận là Dung Hà, quê ở Hải Phòng. Sau khi vào thành phố Hồ Chí Minh vừa được Nam Cam nâng đỡ thì Dung đã lớn mạnh và quay ra làm phản. Để giải quyết thằng bất trung này, Nam Cam đã sai đệ ruột là Hải Bánh trừ khử Dung Hà. Vậy là Nam Cam đã mắc vào tội giết người với vai trò chủ mưu. Điều thú vị ở đây là Hải Bánh lại chính là đàn em cũ của Dung Hà, được chính Dung Hà giới thiệu với Nam Cam. Như vậy, Nam Cam đã dùng chính đệ tử cũ của kẻ phản bội để tiêu diệt kẻ phản bội. Tội thứ hai của Nam Cam đó là hối lộ. Từ năm 95, khi Nam Cam phát hiện ra mình đang bị công an điều tra, sau đó tiếp tục bị đưa đi trung tâm giáo dục cải tạo, Nam Cam đã trực tiếp đi đưa hối lộ và chỉ đạo vợ con, đàn em của mình nhiều lần đưa hối lộ cho nhiều tổ chức cá nhân. Trong đó, người nhận hối lộ có chức vụ cao nhất là ông Trần Mai Hạnh, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, và ông Phạm Sĩ Chiến, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Sau khi đi cải tạo về, Nam Cam lại tiếp tục tổ chức hoạt động cờ bạc. Và để thuận lợi làm ăn, Cam lại đi hối lộ tạo mối quan hệ với nhiều cán bộ công an ở địa phương. Tổng số tiền và tài sản mà Nam Cam đã hối lộ không có thông tin chính xác, nhưng theo nhiều nguồn tham khảo thì nó khoảng 3.600 cây vàng theo giá trị hiện nay. Ngoài ra thì Nam Cam còn phạm nhiều tội như cố ý gây thương tích, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, che giấu tội phạm, tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài. Nói về quy mô, phiên tòa xét xử Nam Cam có tới 155 bị can với 24 tội danh khác nhau, 238 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập, 39 bị hại, 3 phiên dịch cùng hàng trăm phóng viên của các cơ quan báo chí trong và ngoài nước đến để đưa tin. Trong số 155 bị can thì có 21 người nguyên là cán bộ công chức nhà nước. Để đảm bảo đủ điều kiện cho công tác xét xử, do đây là vụ án lớn, có số bị can quá đông. Một số kinh phí tương đương với 6 tỷ đồng, quy ra theo giá vàng hiện tại, đã được chi ra nhằm mục đích mở rộng và nâng cấp trang thiết bị cho phòng xử án. Tham dự phiên tòa còn có 80 luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo và người bị hại. Phiên tòa được xử trong 57 ngày, không kể ngày cuối tuần, ngày lễ Tết,
và được các hãng truyền hình, phát thanh của trung ương và địa phương tường thuật trực tiếp. Sau khi xét xử, tòa đã tuyên án tử với Nam Cam về 2 tội, 49 năm tù với 5 tội còn lại, tổng hợp hình phạt là tử. Ngoài ra còn có 5 người khác cũng nhận án tử, có 4 người bị chung thân và hàng trăm người khác vào tù. Đây là vụ đại án làm chấn động Việt Nam. Các bạn thấy, dù có đến tầm cỡ như Nam Cam thì vẫn vào tù bình thường. Thậm chí khi ra tòa, Nam Cam còn sợ hãi, có lần bị bắt còn tè ra quần. Cho nên, chúng ta hãy cứ làm người lương thiện, kiếm tiền chân chính thôi các bạn nhé. Luật nhân quả thì không ai mà tránh được. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.